alo dạ chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh youtube của Quốc việt kính thưa quý vị như chúng ta đã biết thì chiều tối ngày hôm qua thì đồng loạt rất là nhiều tờ báo chính thống đã đăng tải thông tin liên quan đến sư nguyễn phương hằng à, theo đó thì bên phía viện kiểm sát yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung gì đó à, nói chung là thông tin cơ bản là như vậy nhưng mà sau khi xem lại tất cả các tờ báo mà đăng tải thì thông tin đó đó về thông tin liên quan đến sư nguyễn phương hằng đó thì mình thấy có một điều khá là lạ cả nha À, chẳng hạn như cái tờ báo mà đăng tải gần nhất là báo dân trí nè. Đây, một cái đoạn đầu thì người ta nói là sau khi tiếp nhận kết quả điều tra bổ sung thì viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục trả hồ sơ vụ án liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng để điều tra làm rõ một số vấn đề. Đây, làm rõ một số vấn đề nha. À, ở đây thì còn một đoạn nói là ngày 29 tháng 11 thì viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục trả hồ sơ vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi hợp pháp tổ chức cá nhân liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng. Vào tháng 8 vừa qua thì công an thành phố Hồ Chí Minh ban hành kết luận điều tra sau khi tiếp nhận thì viện kiểm sát nhân dân cung cấp quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Và trong thời gian điều tra bổ sung thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ vụ án liên quan đến bà Hằng để nhập vụ án. Và sau khi nhập vụ án thì đầu tháng 11 công an thành phố Hồ Chí Minh ra kết luận là điều tra bổ sung nhận thấy hồ sơ vụ án vẫn còn một số vấn đề chưa được làm rõ cho nên Viện Kiểm sát nhân dân thành hcm Hồ Chí Minh tiếp tục trả hồ sơ để điều tra thêm. Đúng không? Cho nên á, chung quy lại ở chỗ này nói rằng cái lý do để mà trả hồ sơ á là còn vẫn còn một số vấn đề chưa làm rõ, cho nên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục trả hồ sơ để điều tra thêm. Nhưng mà làm rõ vấn đề gì thì người ta không có nói, cũng như là cái yêu cầu hay là cái lý do mà trả hồ sơ á thì uh, trên tờ báo dân trí không có nói, đúng không? Cái bài báo này đã đăng sao nha cả nhà. Rồi chúng ta tiếp tục tới cái uh cái bài đăng đầu tiên là của báo pháp luật. báo Pháp luật thì hôm qua có một cái đoạn nói là cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ra lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, giám đốc công ty cổ phần Đại Nam thêm 2 tháng để điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Tức là so với cái tờ báo dân trí nãy đó thì tờ báo pháp luật này là thêm một cái dòng là gia hạn tạm giam thêm 2 tháng. Thêm 2 tháng ha. Rồi thì à, theo đó nguồn tin của báo pháp luật là xác định à, xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng à 2 tháng theo luật định để điều tra bổ sung theo yêu cầu của viện kiểm sát nhân dân. không? À, trước đó thì viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị truy tố từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. À, theo quy định thì viện kiểm sát nghiên cứu hồ sơ và đưa ra đưa ra quyết định truy tố bà Hằng thì sẽ ra cáo trạng còn nếu mà hồ sơ còn nhiều vấn đề cần làm rõ thì viện kiểm sát sẽ có đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung như trên à vậy thì ở đây cũng không có nói rõ là cái lý do vì sao trả hồ sơ ha à, đó là hai tờ báo ha tờ báo pháp luật với báo nhân trí còn à, báo tuổi trẻ thì cũng nói là bà nguyễn phương hằng tiếp tục bị tạm giam để điều tra bổ sung rồi ở đây thì uh, có nói là tối ngày 29 tháng 11 nguồn tin của báo tuổi trẻ xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tạm giam bà Hằng 2 tháng để điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân thành phố Hồ Chí Minh. Đó. đúng không? À, cái này cũng có thêm hai tháng giống như báo pháp luật còn báo uh, dân trí thì không có nói ha. À, trước đó thì Viện kiểm sát Dân thành phố Hồ Chí Minh có ra lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị truy tố từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh theo quy định thì viện kiểm sát nghiên cứu hồ sơ và đưa ra quyết định truy tố bà hằng thì sẽ ra cáo trạng à cũng 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 không có nói về cái, cái lý do hay cả nhà à, vậy là ba tờ báo rồi ba tờ báo là không có nói rõ cái lý do vì sao người ta trả à, có tờ báo uh, dân trí á, thì có nói rõ là làm rõ một số vấn đề nhưng mà vấn đề gì thì người ta không có đề cập tới à, à, tuy nhiên á, uh, duy nhất cái tờ báo uh, báo thanh niên đây. đây tờ báo thanh niên là, là, là lạ đây cụ thể thì báo Thanh niên có viết là chiều ngày 29 tháng 11 thì nguồn tin của báo phóng viên báo Thanh niên xác nhận, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục trả hồ sơ đối với vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi hợp pháp tổ chức cá nhân liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng. À mấy mấy tờ báo kia thì để là bà Nguyễn Phương Hằng, còn tờ báo Thanh niên thì để là bị can Nguyễn Phương Hằng luôn. À, đồng thời bị can Nguyễn Phương Hằng vẫn đang bị tạm giam để điều tra. À, không có nói rõ là thời hạn thời hạn tạm giam hay cả nhà. À, rồi đây là lần thứ hai viện kiểm sát nhân dân tp. Hồ Chí Minh trả hồ sơ à, sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tp. Hồ Chí Minh điều tra bổ sung à, đối với vụ án liên quan bị can Nguyễn Phương Hằng cái này toàn là bị can không à còn cái kia là bà à, à, theo kết luận điều tra từ tháng 3 năm 2021 bị can Nguyễn Phương Hằng sử dụng 12 um, tài khoản gì đó à, để ảnh hưởng đến uh, nhân phẩm đời tư cá nhân uh, của người khác à, làm uh, tác hại xấu trong dư luận xã hội hả rồi kết luận điều tra xác định bị can nguyễn phương hằng đưa lên mạng xã hội những thông tin chưa đúng sự thật gì đó à, tuy nhiên á, ở trên cái tiêu đề thì nói là viện kiểm sát nhân dân tp hcm trả hồ sơ lần hai vụ án nguyễn phương hằng à, để làm rõ vai trò đồng phạm của một số cá nhân có liên quan trong vụ án này à ở dưới nội dung thì chúng ta không thấy nhắc tới nhưng mà ở trên cái đề mục này thì có nói á, là cái việc trả hồ sơ này là để điều tra thêm đồng phạm nhưng mà ba cái tờ báo hồi nãy mình chia sẻ đó thì không có nhắc về cái vấn đề này cả nha thì mình không biết sao thì ở đây tất cả đều nói là nguồn tin riêng của phóng viên báo này của báo kia nhưng mà cái nguồn tin thì không lẽ là một mỗi, mỗi tờ báo thì cử một phóng viên liên hệ để, đến với lại cơ quan chức năng rồi cơ quan chức năng trả lời khác nhau sao đúng không các nhà bởi vì rõ ràng phóng báo dân trí cũng nói là theo nguồn tin riêng rồi báo báo pháp luật thành phố hồ chí minh rồi báo người lao động rất là nhiều tờ báo thì mình thấy đều đều theo cái nguồn tin của phóng viên đó À, nhưng mà tại sao có cái vụ mà cái cái lý do là trả hồ sơ thì có duy nhất cái tờ báo thanh niên này thì nói là à, lý do trả hồ sơ là để làm rõ vai trò đồng phạm một số cá nhân có liên quan còn ở những tờ báo kia thì để làm rõ một số vấn đề đúng không à, một số vấn đề mà không biết vấn đề gì đó thì à, nói chung là chỉ có đơn cử là cái thông tin trả hồ sơ à, thì một một tờ báo thì lại đăng tải một cái nội dung à, nói chung á là nó cũng xoay quanh cái vấn đề trả hồ sơ thôi nhưng mà cái lý do cái lý do trả hồ sơ ở đây là cái gì á thì nói chung ai theo dõi vụ việc này cũng rất là muốn biết bởi vì chẳng hạn như cái lần trả hồ sơ lần đầu tiên á thì nói là trả hồ sơ để xem xét hay là chờ cái kết luận giám định về vai trò đồng phạm à, thứ hai nữa là chờ nhập vụ án từ bình dương thì nó rất là rõ ràng đó cho nên là sau khi mà người ta nhập vụ án rồi thì cơ quan chức năng tiếp tục là có kết luận điều tra chuyển sang viện kiểm sát nhưng mà lần này thì không có nói rõ là cái lý do vì sao người ta trả hồ sơ một số tờ báo thì nói là làm rõ một số vấn đề mà vấn đề thì gì thì không biết rồi có bài báo thanh niên là duy nhất thì nói là làm rõ vai trò đồng phạm à thật sự thì cả nhà nếu mà vai trò đồng phạm mà mà chúng ta thấy trong xuyên suốt thời gian qua cũng có rất là nhiều tờ báo đăng tải cũng nói về vấn đề này rồi từ hôm 24 tháng 3 là 24 tháng 3 sau khi mà có thông tin là bắt tạm giam sư Nguyễn Phương Hằng đó thì ngay sau đó là mình thấy rất là nhiều tờ báo cũng có đưa ra những cái lập luận tương tự cái kiểu như là khởi tố bà Hằng rồi sau đó là có những cái vai trò của người giúp sức người đồng phạm này kia cái, cái nọ đó nhưng mà đến thời điểm này luôn đã hơn 8 tháng rồi à, 8 tháng gần 8 tháng trôi qua thì cái vai trò đồng phạm là gì thì cũng vẫn nghe báo chí đăng tải trong rang câu chuyện đó À, nhưng mà cái kết luận à, sau khi mà điều tra bổ sung à, kết luận gần nhất á, của công an tp hcm thì à, vẫn không thấy nhắc về cái chuyện đó à, cho nên á, khi mà những tờ báo này đăng tải như thế này đó thì à, thật sự mình cũng cảm thấy rất là hoang mang à, vậy cuối cùng á, là cái lý do mà trả hồ sơ là gì à, thì à, theo cả nhà nghĩ là mình tin vào à, tờ báo thanh niên hay là tin vào những tờ báo kia à, bởi vì à, mấy tờ báo kia thì nói chung chung thôi mình cũng không biết là cái à, cái hồ sơ vụ án người ta ghi cái gì à, và cái cái quyết định mà cơ quan chức năng người ta chia sẻ người ta công bố lên báo chí là cái gì bởi vì rõ ràng đó là loại là, là những cái thông tin mật cho nên người ta không thể nào mà uh, chụp màn hình hay là chụp cái uh, cái cái công văn cái giấy tờ đó đưa lên được đúng không à, nhưng mà thật sự cái gì cái chứ cũng phải uh, cho nó rõ ràng chỗ này chứ để uh, những cái thông tin mà chia sẻ kiểu báo chí như vậy thì uh, những ai mà quan tâm thì cũng cảm thấy rất là lo lắng là bởi vì bởi vì người ta sẽ đón già đón non có thể là nghi ngờ cái chuyện này nghi ngờ chuyện kia mặc dù á là chúng ta biết rằng báo chí viết như thế nào thông tin như thế nào thì chúng ta ghi nhận như thế ấy nhưng mà rõ ràng với cái chuyện mà làm rõ thêm một số vấn đề vậy thì một số vấn đề là gì hay là chỉ có một vấn đề duy nhất là đang xem xét cái vấn đề đồng phạm đúng không? À, cho nên có khá là nhiều những câu hỏi đặt ra kể từ uh, sau cái bài báo đăng đầu tiên của báo pháp luật uh, thành phố hồ chí minh À, tới bây giờ thì mình thấy vẫn còn rất nhiều những cái uh, nghi vấn như vậy đó, tương tự như vậy đó, đặt ra uh, mà vẫn chưa chưa ai có thể giải thích được. À, uh, thế cho nên uh, thật sự uh, khi mà nghe thông tin uh, gia hạn thêm 2 tháng thì uh, nhiều người rất là lo lắng và cũng cảm thấy gì đó xót xa cho siêu Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì cái uh, thời hạn mà gia hạn tạm giam đến nay hết lần này tới lần khác, cứ mỗi lần mà sắp hết cái thời hạn gia hạn tạm giam á, thì mọi người... À, cứ hy vọng, à, cứ à, mong chờ một cái điều gì đó tốt lành, tốt đẹp đến cho siêu nguyễn phương hằng. Nhưng mà rồi lại à, lại hụt khẩn vì những cái thông tin người ta tiếp tục tiếp tục gia hạn tạm giam. Đó. À, thì thật sự rất là mong rằng à, cơ quan chức năng cũng à, có thể nói là xem xét lại những gì mà siêu nguyễn phương hằng đã đóng góp cho xã hội, cho đời trước đây. Á. Thì à, cũng à, nên sớm kết thúc cái vụ việc này, bởi vì à, nói trắng ra thì những cái phát ngôn của siêu nguyễn phương hằng nó cũng gói gọn trong những cái buổi livestream thôi nếu như mà siêu nguyễn phương hằng đã ý thức được những cái việc mình làm hoặc là những cái phát ngôn của mình thì có ảnh hưởng tới ai đó thì có thể là có làm cam kết thì sớm cho siêu nguyễn phương hằng được trở về với gia đình ha rất là mong vậy luôn cả nhà rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ạ